Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 50. Sau khi trở về nội viện gặp mặt Tô Thiên trưởng lão, Tiêu Viêm đã lập tức trở về bàn môn, tập hợp thêm nhân thủ tiến đánh Vân Lam Tông. Cuối cùng đã làm xong xuôi mọi việc khi ánh hoàng hôn đã buông xuống. Mang theo Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên và Lâm Diễm, Tiêu Viêm cũng đã cùng ba người kia đi tới đấu tràng một chuyến. Ở nơi ấy có hai người đang chờ hắn. Và thật nhanh, chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiêu Viêm đã tới kịp đấu tràng. Phía trước anh ấy còn là hai người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai. Còn ở xung quanh, lúc này đã có khá đông khán giả đi tới và cả các học viên của nội viện đang nhìn ba người hò hét không ngừng. Phía đối diện, vừa mới nhìn thấy Tiêu Viêm, thanh âm Liễu Kình và Lâm Tu Nhai đã lập tức vang lên nói: "Tiêu Viêm, lần này không cần xuất thủ, ta cùng Liễu Kình sẽ thi triển toàn lực. Đánh bại hai người ngươi, chúng ta sẽ làm tay đấm của ngươi." Nghe xong, Tiêu Viêm mỉm cười nói, 10 chiêu. Trong vòng 10 chiêu, nếu ta không muốn hai người các ngươi rớt đài, vậy hãy tính ta thua. Ha ha, thực cao hứng, lần quyết đấu này ngay cả đại trưởng lão bọn họ cũng đều ở tại đây, ngươi không cần nhắc lại lời chắc. Nói dứt lời, trên người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, đấu khí cuồn cuộn cũng đồng thời bạo phát, khiến cả sân đấu có một cảm giác nghẹt thở. Ở phía đối diện nhìn thấy hai người ăn ý như thế, Tiêu Viêm bật cười nói, khó trách dám ngạo mạn như thế. Hẳn là có một chút sắp đặt từ trước chuẩn bị tốt rồi. Nói dứt lời, lấy tốc độ nhanh như chớp của bản thân, Tiêu Viêm đã lập tức lao thẳng về phía hai người kia và tiến hành công kích. Tuy nhiên, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng rất ăn ý. Bởi vậy, cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Trong sân đấu, đấu kỹ của ba người cũng không ngừng đánh nhau. Bởi vậy, chỉ sau một hồi giao tranh, dưới sức bạo phát của đấu kỹ, một vụ nổ đã đột nhiên bạo phát phá vỡ đấu tràng ở bên trong. Sau đó, ngay sau tích tắc, khi vụ nổ qua đi, thân ảnh Tiêu Viêm đã xuất hiện ở bên ngoài. Bởi vậy, ngay lập tức, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai đã lập tức theo sau. Lúc tại hiện trường, cũng như trước, ba người vẫn đứng đối diện nhau. Còn khán giả, họ cũng phải lùi xa hơn nhằm kỵ vị kình khí làm cho tổn thương. Và cũng như lúc trước, dưới tốc độ của đối phương, ngay sau tích tắc, Tiêu Viêm đã lập tức lao về phía Liễu Kình và Lâm Tu Nhai công kích. Bởi vậy, chứng kiến tốc độ kinh người của Tiêu Viêm đang không ngừng lao tới. Hai người vô cùng kinh ngạc, trên tay, thủ chảo cũng không ngừng đón đỡ. Ở phía xa, chứng kiến Tiêu Viêm thi triển thân pháp, Mỹ Đỗ Toa cũng có một chút thán phục, ánh mắt đã lộ rõ một nét dịu dàng nào đó. Còn trên sân đấu, sau một hồi giao tranh, tới cuối cùng, trường thương trong tay Liễu Kình và kiếm khí trong tay Lâm Tu Nhai đồng loạt bạo nộ. Chỉ cần tích tắc, hai người đã lập tức đánh trực diện về phía Tiêu Viêm. Chứng kiến công kích lao tới, khí thế trên người Tiêu Viêm bạo phát. Hắn trong tích tắc đã phóng người lên, sau đó liên tiếp vung cước đánh văng hai người, Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai văng xa khỏi sân đấu. Bởi vậy, chứng kiến cảnh tượng này xuất hiện ở bên ngoài khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc vô cùng. Ngơ ngác một hồi, sau đó tiếng reo hò cũng ào ào vang lên. Nhất thời, một cảnh tượng náo nhiệt cũng đang diễn ra tại học viện. Nhìn Tiêu Viêm, Liễu Kình cười lạnh nói, tên kia quả thật rất ghê gớm, năm ấy ta chỉ có thể cùng ngươi chém giết, còn hiện giờ. Hai. Khó trách ngay cả Huân Nhi, cô gái xinh đẹp nhất cũng thầm mến hắn. Cuối cùng, sau tràng đấu, ba người đã cùng nhau ngồi lại một chỗ và nói chuyện rất vui vẻ. Còn Tiêu Viêm, có thêm nhân thủ nên anh ấy cũng rất vui. Thời gian cứ thế qua đi. Khi màn đêm buông xuống, ở trong một căn phòng nhỏ, Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc và Tiêu Mị cũng đang nói với nhau một số chuyện liên quan tới việc trở về Gia Mã Đế Quốc. Lúc này, dưới sự sắp đặt của Tiêu Viêm, hai người tạm thời sẽ ở tại học viện. Có thông tin gì thì anh ấy sẽ nói sau. Nghe vậy, Tiêu Mị và Tiêu Ngọc cũng gật đầu đồng ý. Màn đêm qua đi, khi bình minh ló dạng. Ở bên trong khu rừng hoang vắng, Tiêu Viêm hai mắt khép lại. Khoảnh khắc này đây, anh ấy đã thực sự tập trung tinh thần. Sau đó, đấu khí đột nhiên bạo phát, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã lại một lần nữa tiến vào không gian gian tu luyện đế ấn quyết. Ở nơi đó cũng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, ánh vàng cũng không ngừng lóe sáng, đồng thời vận chuyển đấu khí. Tiêu Viêm cũng nhanh chóng dùng thủ ấn làm không gian nơi đây, vận chuyển theo quỹ đạo của nó. Cuối cùng, lấy bộ năng lượng ầm ầm bạo phát, Tiêu Viêm lập tức phóng người lên không trung. Sau đó cũng từ nơi anh ấy đang đứng, thủ ấn màu xanh bí ẩn cũng đồng thời xuất hiện. Chậm rãi mở hai mắt, một chưởng đánh tới, Tiêu Viêm lập tức cầm thủ ấn lao tới phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ cũng lập tức bạo phát làm đất đá văng tứ tung, mặt đất vì thế cũng rung chuyển dữ dội. Nhìn về phía đất đá nát vụn, Tiêu Viêm có một chút mừng rỡ.
Sau quá trình kiên trì tu luyện, việc khai sơn ấn cũng có tiến triển. Ở bên cạnh nghe thấy thế, Dược lão vội vàng vuốt râu sau đó nói, đây là khai sơn ấn sao? Không hổ là địa giao cao cấp đấu kỹ. Lão sư, trước đây người có bao giờ nghe qua bộ đấu kỹ này hay không? Ha ha, đế ấn quyết, thanh danh to lớn như vậy sao còn chưa nghe nói qua? Bộ đấu kỹ không phải ai cũng có thể luyện tập. Năm ấy ta cũng có hứng thú không ít với bộ thủ ấn đấu kỹ này, nhưng mãi cũng không thu được vào tay. Bộ thủ ấn đấu kỹ đã luyện được đại thành, thì chuyện bạt núi lật biển cũng không phải là khó. Nghe thấy chuyện này thì Tiêu Viêm cũng thấy kinh ngạc vô cùng. Cứ thế, hai thầy trò cũng bắt đầu trò chuyện khá nhiều, việc liên quan tới đế ấn quyết. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, khi đề cập tới chuyện tiến đánh Vân Lam Tông, thì Tiêu Viêm cũng có một chút do dự. Thấy thế, Dược lão lại nhìn học trò nói, lấy thực lực của ngươi hiện tại, để chắc lấy mạng Vân Sơn cũng có một chút khó khăn. Vậy nhưng ngươi cũng không phải là không có khả năng. Lão sư không có biện pháp gì cả, đem đế an quyết đệ nhị ấn tu luyện thành. Hiện tại, ta ngay cả đệ nhất ấn cũng không hề nắm được, đệ nhị ấn làm sao có thể. Một khi đã như thế thì chỉ còn một cách nữa thôi. Dung hợp ba loại dị hỏa, thi triển Phật nộ hỏa liên. Cái gì? Dung hợp ba loại dị hỏa, Phật nộ hỏa liên. Đúng. Nếu ngươi thực sự có thể dùng ba loại dị hỏa dung hợp với Phật nộ hỏa liên, thì việc lấy mạng Vân Sơn không phải là điều nói suông đâu. Nghe xong thì Tiêu Viêm hết sức kinh ngạc, thế nhưng Dược lão đã nói thì nhất định không thể sai đâu. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng lập tức bắt tay vào thử nghiệm một chút. Nương theo đó, từ trên đỉnh núi, ba cỗ năng lượng cùng ba loại màu sắc của dị hỏa cũng đồng thời xuất hiện. Sau đó, theo cơ thể Tiêu Viêm vận chuyển, chỉ sau thời gian ngắn ngủi, ba loại hỏa diễm đã lập tức bao quanh cơ thể Tiêu Viêm. Sau đó, dưới sự điều chỉnh của Tiêu Viêm, cuối cùng ba loại dị hỏa cũng lần lượt xuất hiện dấu hiệu dung nhập. Cuối cùng, một luồng hỏa diễm mới cũng được tạo ra. Nhìn thấy kết quả, Tiêu Viêm cũng vô cùng mừng rỡ. Và Dược lão cũng vậy, ông vô cùng tự hào với học trò của mình. Thời gian qua đi, giữa lúc Tiêu Viêm đang hăng say tập luyện, thì bỗng nhiên ở phía xa có một con chim đem theo thông tin đã đột nhiên xuất hiện. Ở trên kia, Tiêu Lệ nói với Tiêu Viêm mọi chuyện đã xong, chờ thời thì có thể rời đi. Bởi vậy, thấy tin này, Tiêu Viêm vô cùng mừng rỡ. Trở về học viện, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng nói lời chào từ biệt mọi người. Ở bên cạnh, Tô Thiên trưởng lão ánh mắt có chút đượm buồn nói, hôm nay ngươi định rời đi ư? Thưa trưởng lão, hiện tại việc của nhị ca đã tạm ổn định, giờ là lúc ta cần phải đi thôi. Mấy người nên dừng ở đây một chút, chắc chắn ta sẽ sớm quay trở lại. Đại trưởng lão, bao năm trời được ngài cứu mạng, Tiêu Viêm suốt đời không quên ân tình của ngài. Tiểu tử này, chuyến này cẩn thận chút, ta sẽ phái người để ý tới Tiêu Môn. Đợi khi ngươi trở về sẽ thấy một Tiêu Môn giống như cũ. Ba năm ở chung cùng các vị, tình cảm của mọi người đối với Tiêu Viêm sẽ không quên. Ngày sau nếu cần ta giúp đỡ, chỉ cần Tiêu Viêm còn sống sót, mọi người sẽ đến Gia Mã Đế Quốc gặp ngươi. Tiêu Viêm, hôm nay ngươi cùng Hổ Gia tốt nghiệp, hơn nữa đã tới đấu vương cấp bậc. Chúng ta sẽ đi Gia Mã Đế Quốc gặp ngươi, đến lúc đó sẽ tới giúp đỡ ngươi một tay. Đến lúc đó Tiêu Viêm ta chắc chắn sẽ cùng các ngươi không say không về. Xem như chuộc lỗi ta đã làm ngày hôm nay, có thể đi được không? Nghe Mỹ Đỗ Tòa nói thế, Tiêu Viêm cũng dừng lại. Sau đó, hai cánh khẽ động, lấy anh ấy cầm đầu, mang theo Mỹ Đỗ Tòa cùng Liễu Kình, Lâm Tu Nhai cùng Tử Nghiên và Lâm Diễm. Tiêu Viêm cũng lập tức phóng thẳng về phía bầu trời xa, nhìn theo bóng lưng sáu người vụt qua. Hổ Gia và Ngô Hạo rốt cuộc cũng không nhịn nổi, chất vấn Tô Thiên trưởng lão về việc thắng bại của Tiêu Viêm. Và đáp lại, Tô Thiên trưởng lão cũng nói cho hai người nghe, chuyện thành công hay không là cực kỳ khó nói. Sau đó, ông cùng mọi người cũng lập tức quay người rời đi. Thế rồi, đang đi thì cước bộ ông bỗng dừng hẳn. Nhìn về phía Tiêu Viêm và Tô Thiên trưởng lão cười nói, tiểu tử, hy vọng không lâu sau sẽ có tin tốt lành truyền đến. Thời gian qua đi, rốt cục thì Tiêu Viêm cùng 5 người cũng tới được Phong Thành. Lúc này, mang theo khí thế mạnh mẽ của Tiêu Viêm cũng đã xuất hiện trước mọi người. Và dĩ nhiên, ở tại Phong Thành, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Bởi vậy liền nói mấy lời phát biểu, Tiêu Viêm cũng lập tức dẫn mọi người lên thuyền rời đi. Nương theo đó, một cảnh tượng hùng hồn cũng đồng thời hiện ra. Ở phía trước thuyền, lấy khí thế mãnh liệt, Tiêu Viêm lớn tiếng nói, Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông và Tiêu Viêm ta đã về rồi đây. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 50 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.